một lát nhờ anh em luôn nha, lên lên cái đóng hàng này nè. Không, ở bên đó người ta đóng cửa. Cứ vừa làm vừa gì đi. Đây nè. Thầy ơi, con thấy thầy hay đi lắm, con đang cái thùng đá này cũng dừng thầy này nè. Một hai cái này gom mà. Gom lên xe qua kho để đi xe 30 tấn ra ngoài. Mai lên rồi. Kho ở đâu à? Kho ở ngoài bên đây nè, ở ngoài dưới nước á. Này để thầy đi đâu? À cái dù ai đem ra đây con thầy ở đây. Bây giờ mình tranh thủ mình chở qua bên bãi bên kia để cho người ta chở giùm mình đi ra ngoài, chứ mình đi có mấy tấn à, xe người ta đi tới 30 tấn lần, để người ta nói cho mình không đồng người ta ghép vô đi nó đỡ tiền cho mình. Hai cái thùng giấy đó, hai cái thùng giấy đó lên trước, còn cái này cũng lên trước. À bỏ cái này lên trước không quên. Nó lên để thầy bật cái điện mà. Lên chắc. Thầy á, ngày nào thì đi ra bắt à? 20. Mày nói con lần nào chưa? Mày nói trên mạng 80 lần rồi đó. Rồi mấy có lấy cái này lên luôn. Chút sao rồi thầy, chút đi hết đi. Không phải tại vì cái ít phương nào ra xe đúng không? Có hỏi thầy đi ra Bắc mà cô có xe khách, có đi xe ít ra một xe đó. Ờ, cái này nó tự kêu luôn kìa. Ý là có xe hai bộ pin vừa. Chắc một xe nha. Có xe thì phụ nữ có đi theo được không hay là thầy đi xe tải không? Bye bye. Xe tải thì để người ta đi đi chắc mà. Còn lại đi máy bay thôi. Ờ, đi máy bay thì mượn đi máy bay chung vé cho con. Thầy đi mấy ngày về thầy? Đó. Thầy đi mấy ngày về? Đi tôi không biết ngày về, đâu có đặt giấy về đâu, thầy cho có chắc luôn. Đi không? Thầy ra ngoài thầy con xem xét. Xong rồi mới tính. À, còn cái 6.000 bao đồ gì đó nha. Bắt ra hồi chùa bao đồ đó. Thầy ơi, có Phật tử nào nữ đi không thầy? Có. Có Phật tử nữ đi không? Không. Có hai người. Nhưng mà cũng đi máy bay với thầy luôn hả? Thank you.
chua hả? Mì chua sữa thôi. Đó là để móc hả? Chấm mút nè thầy. Hả? Cái mút thằng cái mút là cái cũng là của mình ở bên Tàu Tràng là ngày mai đi 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 đi, đi Ninh Thuận. Cái này là thầy đi. Cái này là thầy bỏ trên đó luôn đi thầy, tại vì cái này nó sử dụng liền á chứ là nó lạc thế là lạc dở cái yên bỏ lên cái yên chân okay. Chân quăng này quăng này thằng đúng đẹp không? Rồi bây giờ còn bao nhiêu, còn gì nữa? Nước hoa. Xong áo quần lấy hết luôn. Áo quần là để đi một lượt. Thôi, như đây rồi. Áo quần trong văn phòng ta chuyển ra rồi á. Giờ đó thì cái bao đó đó, bao đó bao thầy đang cầm. Tiền kia nhờ tiền chuyển ra. Cái bao thầy đang cầm. Đây là gì? Thì cái đó đi ra ngoài đó luôn á. Cái bao cái gì? Có một cổ kéo này ra đi đặng nó nhào tông không? Nó nhào đè mấy kia. Ok. Rồi, ok. Rồi, còn chắc được cái sửa lên hết đi. Sửa lên tên luôn nè. À. Lên chỗ đâu? Chỗ thôi. Nước bỏ lại đi. Nặng đó, nặng cái đít nặng lắm rồi đó. Rồi. Đồ vậy nó nặng không? Rồi. Rồi coi nên chọn nước với nước tương. Nước tương à? Đây còn rồi. Khi nào lấy nó hả? Chắc một lát là kịp rồi chạy qua luôn. Ok. Thôi là để sáng xe khác nó lại bóc ra. Để nó cộng nó bị đóng cửa kho. Rồi ok. Rồi ra ra. Này nhận 300 bộ nha, ra chung cuộc. Đâu thì bắt luôn. Hồi nãy nói đi. Là tự nhiên đang nói rồi xong rồi nhớ rồi quay lại đó. Anh cục hết rồi đó. Ừ, nhắm gì? Ừ, tôi mà ốc ra nó bùng. Ốc ra đi đừng cục kia để. Ốc ra nó bùng đó nha. Tại vì nó không có hỏi. Ốc ra đi đừng cục. Lên đi, lên đi. Lên đó, lên đó. Con đi đồ bé của thầy. Hả? Con đi đồ bé nha. Đồ bé trung thu.
ra để vợ nó đóng. Quay luôn cái bản điểm tiếp nhận mình bắt luôn. Dạ dạ, để tiếng về. Cái đó mới quan trọng đó. Giờ xuống hàng này nha bà con, xuống hàng tập kết ở đây nè, để xe xe công chở đi lần một. Đứng một hàng dài luôn anh, mình để đó. Còn cái đã gửi cái định vị cho người ta hết rồi đó. Ngày mai mình đi ngân viện để người ta chở ở đây luôn. Miền Bắc để nha. Thấy không? Chuyến này mình ra là chuyến mất xuống đấu luôn á nha, chứ không phải là phát quà đâu nha. Vô trận luôn á. Vô trận à. Cứu người luôn. Đi là phải đi vậy. Chứ không có phát quà rồi về. Thì nên nên đặt vé ra chứ không đặt vé về. Rồi hôm chở ra sao đó. Không sao. Hôm chở ra sao? Hôm xe bên quận 9. Quận 9 chở chưa? Ta chở hôm qua ra ngoài. Chở đi luôn rồi phải không? Không, 2 ngày ta mới đi. Ôi, anh em miền Bắc chờ anh em miền Nam nha. Anh em Hóc Môn là mãi đỉnh luôn á. Mấy ngày ngoài nói ta đủ đồ mà không ấy nữa. Hóc Môn mãi đỉnh nha. Định Báp cũng mãi đỉnh luôn. Mãi đỉnh. Ngày mai là 17 rồi nha. Đi phát quà Trung Thu ở Ninh Thuận là về. Là xe này tối nay á là xe công lại đây.
bốc hết đóng hàng rồi đi. Có người phải đóng cửa. Vậy đóng cửa đây nữa rồi. Chứ còn đang chạy.